bà có về nhà bà để mình đi tìm bà xem. Tôi ra nhiều quả rồi. Mẹ ơi, mẹ chín rồi. Đúng rồi, có quả chín rồi đây này. Có quả chín rồi mới ăn thịt ra. Đúng rồi. Chín rồi à? Ừ. Có cà chua chín rồi đây này. Đây quả. Đây chín đây, quả chín đây. Nè. Wow. Ngon không? Chưa. Ngon. Ngon không? Ăn nữa nè. Không ăn là đau bụng mà. Đau bụng nhé. Con cầm hộ mẹ đi. Mẹ đi lấy cây về làm cái giàn cho nó nhé. Mai nó mới chín nhiều. Ăn mấy đi. Ăn mấy. Ừ, được rồi, đúng rồi.
với chú Hịch đi, để mẹ làm nè. Được rồi. Không đập đâu con, không đập đâu. Cái này không cần đập. Được rồi. Để chỉnh cho mẹ nha. Chúng đây thôi. Không phải.
Núi, đứt túi. Núi. Hừng rồi. Đi. Đây là cái giày buộc ấy, con lấy lại cái giày buộc ấy. Cái này à? Ừ, đúng rồi. Đâu mẹ xem nào, mẹ hộ buộc cho. Thôi, để em ăn buộc à. Để em buôn búa. Để mẹ kéo lên. Cho nó một cái nữa. Được rồi, được rồi. Con về đây, con ra đây, con ra đây gà mới dám ăn. Có mỗi bà con thôi. Bây giờ là bà đang ở đâu làm cái gì nhỉ? Để nó con. Bà hộ mình đàn chuồng gà các thứ xong, làm gà mất các thứ xong, bà lại đi mất. Mỗi giờ đi về tìm bà đi con ơi. Đi đi. Thank you.
Mặt đẹp. Mặt đẹp. Được rồi. Đi qua đi. Bà mình đang đi tìm xem bà ở đâu. Bây giờ mới đi tìm mới biết chứ. Ok. Bà cho cháu hỏi tí, bà có thấy một bà cũng chạc tuổi bà, mặt khuôn mặt thì phúc hậu, đằng sau thì cũng đeo một cái gùi như cháu nhà mà nó vuông hơn, xong mặc áo trắng hơi rách rách, bà có thấy đi qua đây không ạ? Không, bà không thấy đâu. Không thấy ạ? Vâng. Thế bà đấy tên là gì ạ? Bà đấy tên là Liên ạ. Vâng. Yeah. Thế bà không thấy đâu? Không thấy ạ. Vâng. Thế cháu cảm ơn bà nhé. Vâng. Bác ơi, bác cho cháu hỏi một người tí là bác có biết nhà bà Liên ở đâu không ạ? Ở nhà bà Liên ở huyện suối ở bên kia ấy, nhưng mà có biết bà con dâu bà ác quá không, bà đuổi con dâu đuổi đi rồi nhưng mà không biết bà có về chưa? Vâng, vâng, thế cháu cảm ơn bà, cháu đi đây. Đi xem. Đi khoảng 2 cái số nữa. Vâng, cháu cảm ơn ạ. Đi thẳng đi ạ. Ừ, đi thẳng. Vâng, cháu cảm ơn ạ. Đấy, chào bác. Bác cũng đấy, đi xuống đây, đường tắt cho nó nhanh. Vâng, xuống đây ạ. Vâng, cháu cảm ơn bác nhé. Con này
cháu hỏi tí với. Bà có biết nhà bà Liên ở đâu không ạ? Có, nhà bà Liên ở trên này. Ở trên này á? Ờ. Vâng. Đứa con dâu đuổi đi lâu lắm rồi chả biết ở đâu. Không thấy bà ấy về á? Ừ, không. Vâng. Thế bà đi đăng tiện đường đi phải không? Bà chỉ đường cho cháu vâng. Với nhé. Bà chỉ đường cho cháu. Bà hàng xóm ở gần đây à bà? Vâng. Đấy, nhà bà Liên ở đây. Ở đây hả? Ừ. Chả biết nó chỉ ở đâu rồi. Ừ, nó còn lên bài hát thì cháu lên xem không có ai. Ừ, vâng. Có ai nhá không nhở? Có ai nhá không chị ơi? Chị có ở nhà không? Có ai ở nhà không con ơi? Chị ơi! Chị ơi! Có ai ở nhà đâu con, đi về đi. Ui, quả trứng đây này. Sao mà chim còn về đây làm tổ chắc là lâu quá không có ai về đây rồi à? Nó mới dám. Có 3 quả trứng này con ơi. Thôi kệ để nó cho con chim nó ấp đi. Đi. Thôi kệ nó cho chim ấp đi. Mình đi về đi con. Con ơi, không biết bà đi đâu rồi.
về đi.